Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tiếp tục đối mặt với rủi ro Ngày 5 tháng 12, VOA tiếng Việt loan tin Moody's hạ điểm tín nhiệm của Trung Quốc do tăng trưởng thấp, bất động sản rủi ro Theo đó, VOA dẫn một nguồn tin quốc tế cho hay Công ty tài chính Moody's hôm 5 tháng 12 đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của chính phủ Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực Moody's nói trong một tuyên bố rằng Việc hạ bậc này phản ánh bằng chứng ngày càng tăng về việc các cơ quan quản lý sẽ phải cung cấp nhiều hơn trợ giúp tài chính cho các chính quyền địa phương và các công ty nhà nước đang gánh chịu nợ nần, gây rủi ro lớn đối với sức mạnh tài chính, kinh tế và thể chế của Trung Quốc. Vì vậy cho biết Moody's đưa ra quan điểm, sự đánh giá về triển vọng có thay đổi như vậy cũng phản ánh những rủi ro gia tăng liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trung hạn thấp hơn một cách liên tục và mang tính cơ cấu cũng như tình trạng lĩnh vực bất động sản ngày càng thu hẹp quy mô hình ảnh bài trên VOA VOA dẫn lời ông Ken Chan, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối châu Á thuộc Ngân hàng Mizuho ở Hồng Kông nhận xét: Bây giờ các thị trường đang quan tâm nhiều hơn đến cuộc khủng hoảng bất động sản và mức tăng trưởng yếu chứ không phải là rủi ro nợ công trước mắt. VOA cho hay động thái này của Moody's là sự thay đổi đầu tiên trong việc đánh giá về Trung Quốc kể từ khi tổ chức này đã giảm mức xếp hạng xuống một bậc, xuống mức A1 vào năm 2017, đồng thời viện dẫn những dự báo về tăng trưởng chậm lại và nợ gia tăng. Vẫn theo VOA, hôm 5 tháng 12, trong khi Moody's khẳng định vẫn xếp hạng A1 đối với các cơ quan phát hành nội và ngoại tệ trong dài hạn của Trung Quốc, tổ chức này cho biết Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc sẽ giảm xuống 4% vào năm 2024 và 2025 và giữ mức trung bình 3,8% trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Việc Moody's hạ mức đánh giá diễn ra trước hội nghị công tác kinh tế trung ương hàng năm dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 với các cố vấn chính phủ kêu gọi mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2024 và nhiều biện pháp kích thích hơn. VOA cho biết thêm, Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay họ thất vọng trước quyết định của Moody's, đồng thời nói rằng nền kinh tế nước này sẽ duy trì xu hướng phục hồi và phát triển dương. Bộ cũng cho rằng các rủi ro về bất động sản và ở cấp chính quyền địa phương đều có thể kiểm soát được. Hình ảnh mô hình Trung Quốc đang sụp đổ. Bộ này nói những lo ngại của Moody's về triển vọng tăng trưởng kinh tế, tính bền vững tài chính và các khía cạnh khác của Trung Quốc là không cần thiết. Bên cạnh đó, VOA nhận xét hầu hết các nhà phân tích tin rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu khoảng 5% được chính phủ đặt ra cho năm nay, nhưng con số này không ấn tượng vì nó tăng lên từ năm 2022, vốn đã bị suy yếu do đại dịch và hoạt động của nền kinh tế rất không đồng đều. Được biết sau thời kỳ tăng trưởng nóng liên tục, gần đây nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy những tín hiệu đáng lo ngại khi chỉ số tiêu dùng liên tục giảm, chỉ số sản xuất cũng giảm, bên cạnh thị trường bất động sản bất ổn thì có một loạt công ty lớn phá sản. Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình Trung Quốc vốn không bền vững vì thường xuyên áp dụng những chính sách cực đoan, ví dụ zero covid thì nay đã trở nên lỗi thời và đang sụp đổ. Việt Nam được xem là bản sao của mô hình Trung Quốc, vì vậy khi Trung Quốc gặp khó, Việt Nam cũng suy thoái theo. Cũng có nguy cơ vỡ nợ thị trường bất động sản và thị trường tài chính giống y như Trung Quốc. Đã 2 năm từ sau đại dịch, nhưng tín hiệu phục hồi của nền kinh tế cả Việt Nam và Trung Quốc đều chưa thấy, đồng thời cả hai đều trên đà suy thoái sâu hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Trung Quốc tiếp tục đối mặt với rủi ro. Việc Nhật nâng cấp quan hệ khiến Bắc Kinh lo ngại Ngày 5 tháng 12, VOA Tiếng Việt có bài Việc Nhật nâng cấp quan hệ không phải là điều tốt cho Trung Quốc. VOA cho biết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á và thế giới đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố hôm 27 tháng 11 nhân chuyến thăm Nhật của người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ của hai nhà lãnh đạo bao trùm một loạt các lĩnh vực từ liên kết kinh tế chặt chẽ hơn, trong đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản cho đến trật tự quốc tế dựa trên luật lệ để xây dựng một khu vực tự do và cởi mở bao gồm tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại không bị cản trở ở biển Đông. Theo VOA, thủ tướng Kishida được một tờ báo Nhật dẫn lời ca ngợi Việt Nam là một đối tác quan trọng để xây dựng ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mở và tự do và hứa hẹn sẽ cấp cho Việt Nam hình thức viện trợ quân sự mới, tuy nhiên chưa rõ hình thức viện trợ này sẽ gồm những gì hình ảnh bài trên VOA. Trong khi đó, VOA cho hay phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản ngày 29 tháng 11, ông Thượng nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của Tokyo vận động để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vẫn theo VOA, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba và là nơi tiếp nhận lao động xuất khẩu Việt Nam hàng đầu. Hiện có đến 520.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai tại Nhật sau cộng đồng người Hoa. Đến nay, Nhật là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Việt Nam. VOA dẫn lời ông Nguyễn Quốc Cường, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật cho rằng trọng tâm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này là kinh tế chứ không phải là an ninh và không nên đặt mối quan hệ Việt-Nhật trên cơ sở an ninh. VOA cũng dẫn lời giáo sư Alexander Vuvin, tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye, có trụ sở tại Hawaii, lại cho rằng do sự hung hăng của Bắc Kinh đã làm nhiều quốc gia trong khu vực bất an, trong đó có Tokyo và Hà Nội, việc nâng cấp quan hệ này cũng có nội dung quan trọng về an ninh. Việc nâng cấp quan hệ đã khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với tầm nhìn của Nhật Bản về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do cũng như nỗ lực của Nhật Bản để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Không có điều nào trong những cái này là tin tốt cho Trung Quốc. Hình ảnh Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm 27 tháng 11. Vì vậy, dẫn lời ông Raymond Powell, chuyên gia về tranh chấp Biển Đông tại Trung tâm Đổi mới An ninh Quốc gia Guardian North thuộc Đại học Stanford, nói rằng một Việt Nam gắn kết nhiều hơn với các cường quốc sẽ khó bị cô lập và cưỡng ép hơn, mà đó là chiến thuật của Trung Quốc lâu nay hòng kiểm soát các nước láng giềng. Ông Powell cho rằng, Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam cải thiện an ninh trên biển để ngăn chặn các lực lượng của Trung Quốc vốn ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông Powell lưu ý rằng, với nguyên tắc 4-0, khó có khả năng Hà Nội sẽ bị kéo vào bất cứ quỹ đạo chống Trung Quốc công khai nào do Washington và Tokyo dẫn đầu. Giáo sư Alexander Vuvin lưu ý rằng, hai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội với Washington và Tokyo không nên được xem là nỗ lực có phối hợp với phương Tây để kéo Hà Nội ra khỏi Bắc Kinh mà là sự suy tính cân nhắc của Hà Nội khi họ thấy rằng việc nghiêng về Trung Quốc và Nga không còn phục vụ tốt cho lợi ích quốc gia của họ nữa. Hà Nội đang ngày càng nhận ra rằng họ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn trong hệ thống kinh tế do Mỹ và Nhật Bản dẫn đầu chứ không phải nằm trong hệ thống kinh tế do Trung Quốc dẫn đầu. Ông Vu Vinh nói, đại sứ về hưu Nguyễn Quốc Cường thiện khẳng định mối quan hệ Việt-Nhật chắc chắn không nhắm vào nước thứ ba. Hà Nội hiện đang có mối quan hệ rất tốt với Bắc Kinh và sẽ không hy sinh mối quan hệ này để xích lại gần hơn với Nhật hay Mỹ, ông Cường nói thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt-Nhật nâng cấp quan hệ khiến Bắc Kinh lo ngại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d